Dạ, xin chào các bạn. Hôm nay là tối ngày 9 tháng 8 năm 2018 quý vị. Tối nay thì Diêm và các bạn đang vượt ở cái bãi trước Vũng Tàu quý vị. Chỗ này là bữa nay là trời không có mưa, gió rất là mát. Hiện nay đứng ở đây gió rất là sướng quý vị, gió mát lạnh luôn. Cái điều là tối nay thì cái thủy triều rút xa nên ra đây đứng nhìn ngắm vượt cái bãi trước. Có cái điều rất là thú vị là nước rút rất là xa. Ở đây ban đêm thì mình không thấy được cái ánh ở bên ngoài, cái sóng biển bên ngoài vậy. Bên đây là thấy này. Chỗ này thường thường là thủy triều lên là chỗ này đi là nước ngập tới phía trên luôn. Bây giờ là rất là thoải mái luôn, đi bộ vô tư. À đây Việt. Tối nay thì Diêm đi lang thang ra khu vực ở bãi trước. Này là có những cái máy ảnh mà chuyên dụng chụp ban đêm kìa. Chụp phơi sương phơi sáng rồi mới thấy được. Này Diêm chỉ đi lang thang xuống khu vực ở gần mép thôi. Đây vì nó nguyên cái bãi lúc mà thủy triều xuống nè và một ban đêm luôn. Chỗ này nhìn rất là đẹp quý vị, tại vì cánh đèn nó chiếu xuống khu vực ở mà nước đang rút xuống nè. Này là nhìn ngoài xa xa ngoài thì không thấy được vì một màu đen thui ra. Xa xa ngoài khơi chỉ có mấy lốm đốm đèn sáng ngoài kia thôi. Wow. Này gió rất là mát. Trời hôm nay không có mưa, rất là sướng quý vị. Thường thường mấy ngày nay trời mưa. Chỗ này được cái nhìn cảnh đèn rất là đẹp. Đây nhìn cái khu vực ở cái khu nhỏ vậy. Rồi cảm ơn vì các bạn rất là nhiều đã cùng Diêm ngắm cảnh bãi trước Vũng Tàu quý vị. Trong đêm nay hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo của rất là nhiều.